Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá hai chuyên án đánh bạc qua mạng Internet có quy mô cực lớn, với số tiền trên các hóa đơn điện tử đã giao dịch lên tới 7.600 tỷ đồng. Có 23 người đã bị khám xét khẩn cấp về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là hai chuyên án độc lập với nhau nhưng lại có chung mối quan hệ về đường dây và do ông trùm Bùi Khắc Hiền, 52 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cầm đầu. Bước đầu thì lực lượng chức năng đã xác định đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 6 năm 2015 cho đến nay với hàng ngàn con bạc chơi cá độ bóng đá qua các trang mạng cá độ ở nước ngoài. Bước đầu thì Bùi Khắc Hiền và đồng phạm đã khai nhận hành vi của mình.